Ngày 8 tháng 2 năm 2015, đồng chí Hồ Đức Phước, Bí thư Tỉnh ủy, đi thăm và tặng quà chúc Tết các cá nhân, đơn vị tại huyện Anh Sơn. Cùng đi có đồng chí Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Rất mong bà con ăn Tết, vui Tết, đón xuân một cách vui vẻ và ấm áp. Và sau Tết thì như vậy là chúng ta tập trung vào để lao động sản xuất để mọi người, mọi nhà của chúng ta đều phải có thu nhập và đều phải có là thoát nghèo và làm giàu một cách chính đáng. Xin thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, xin trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, các đồng chí và bà con lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và may mắn, chúc cho năm mới thắng lợi mới. Xin trân trọng cảm ơn. Đoàn đã đến dâng hương dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào, thăm chúc Tết và tặng quà cho các cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện, công an huyện, đồn biên phòng 557 ở xã Phúc Sơn. Thăm và tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.